vị và các bạn thân mến, Khả Như vui mừng được gặp lại quý vị trong chương trình Giải Mã Tri Kỷ. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sang Vàng thực hiện, được phát sóng vào lúc 19h15 thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và hôm nay, khách mời đặc biệt của chương trình đó chính là ca sĩ, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cùng mẹ của mình, cô Kim. Xin mời. Con chào cô, gửi lời chào đến quý vị khán giả nào. Xin chào chị Khả Như và chào tất cả các bạn khán giả đang xem đài. Mình là Châu Đăng Khoa và công việc chính của mình là con của mẹ mình. Dạ, mình sẽ bắt đầu vào trong để trò chuyện nha cô. Chúng ta hãy cùng đến với phần xin chào. Nhắc đến Châu Đăng Khoa, khán giả sẽ nhớ đến một ca sĩ trẻ tài năng, điển trai và là người đứng sau vô số những bản hit trong làng âm nhạc Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở đó, Châu Đăng Khoa còn vươn xa hơn cùng với những tài năng ca hát của mình. Ngày hôm nay, chàng ca sĩ, nhạc sĩ trẻ này sẽ có mặt trong chương trình Giải Mã Tri Kỷ cùng người mẹ thân yêu của mình. Hãy cùng MC Khả Như lắng nghe câu chuyện của họ ngay bây giờ. Chị bị bất ngờ với mẹ rất là trẻ. Yeah. Và chương trình có một món quà nhỏ tặng cho hai mẹ con, đó là chiếc hộp bí mật. Xin mời ạ. Tiếng khóc chào đời. Chắc là phải hỏi mẹ rồi. Cô có thể kể lại một tí xíu kỷ niệm cái anh chàng này lúc mà còn nhỏ như thế nào ạ? Nhỏ thì nó nghịch ngợm mà nó thông minh. Thông minh, dạ. Có gây họa gì cho gia đình không cô? Đi học thì chị có thích bạn gái á, là hay giúp đỡ bạn gái, chơi với bạn gái không mà thích có người yêu sớm lắm. Trời ơi, lớp mấy có người yêu? Lớp 1 rồi con, có bạn gái rồi. Đến giờ em vẫn nhớ tên của bạn đó luôn á. Bạn đó tên gì? Là Ivy. Còn gặp lại không? Ờ, cũng gần như em nhưng mà lâu lắm rồi không gặp lại, với bạn đó có gia đình rồi. Yeah. Hồi xưa là bạn để tóc dài, rất là xinh mà học giỏi nữa. Dễ thương quá. Hồi nhỏ Khoa học giỏi không cô? Học giỏi lắm cơ. Tới năm lớp 9 á, mà qua cấp 3 học không được xuất sắc như cấp 2, cấp 1 nữa. Dạ. Từ nhỏ Khoa đã có năng khiếu à? Năng khiếu hát, hát sáng tác. Hồi nhỏ là đã sáng tác rồi. Giỏi nha em. Em có một cái bài hát mà về con mèo á, xong em cứ nghêu ngao hát. Bố mẹ em nghe thấy thì mới hỏi em là mày đạo nhạc quá vậy con. Như người ta thì thấy ồ con mình có năng khiếu quá, cho đi học thêm về cái này kia. Không, bố mẹ em thấy mày đào nhạc quá vậy con, dập tắt ước mơ của em luôn. Sáng tác hát vu vơ suốt ngày mà. Hồi nhỏ Khoa có trốn học để đi hát không cô? Nó trốn đâu cô không hay biết đâu, thì cô cũng đi làm ăn xa. Thực ra thì em từ nhỏ đến lớn được cái là rất là ít cúp học, tại vì em rất là ngoan luôn, suốt ngày đi học. Cho cái đến khi mà em học lớp 12, có một lần cúp học mày nhớ không? Xong mày phải lên gặp thầy á, là hồi đó là em làm bí thư. Thì cả 12 năm học rất là ngoan ngoãn luôn, không có một cái lỗi gì hết. Và cảm thấy là em muốn nổi loạn cái giây phút cuối cùng đó. Quyết định là buổi sáng hôm đó cúp học trên trường luôn. Rủ nhỏ bạn là lớp trưởng, hai đứa đi uống cà phê, đi chơi. Và bị thầy mời phụ huynh. Nhưng mà lúc đó em cảm thấy là cuộc sống học sinh của em nó có một cái gì đó thú vị lắm. Em thấy là được mời phụ huynh là cảm thấy thích thú ghê. Ủa sao kỳ vậy? Dạ, thì từ nhỏ đến lớn đi học lúc nào cũng được khen học giỏi, ngoan rồi này kia. Và không bao giờ có cái lỗi gì hết. Cho đến cái lần đó thì mời mẹ em lên nói chuyện với thầy. Mẹ có la không? Không, mẹ em không la. Tại mẹ em cũng dung túng với em lắm. Dung túng? Thật dạ. Sự chúng ta cùng đến với từ khóa tiếp theo. Tuổi xuân. Năm bao nhiêu tuổi thì em vào Sài Gòn? 17 tuổi, 17 tuổi. Tháng. Lúc đó em vào thành phố làm gì? Em vào để thi đại học nè. Ừ. Tại vì sinh nhật của em là đúng cái dịp hè luôn. Và cái dịp hè cũng là dịp thi đại học luôn. Lúc đó em học đại học gì? Em học đại học kinh tế. Khi mà bạn chọn là trường đại học kinh tế thì lúc đó cô có hướng nghiệp cho bạn không? Gia đình cũng đồng ý cho nó đi học đại học kinh tế. Sau này có bằng cấp rồi ra đi làm việc nhà nước. Dạ, gia đình hy vọng như vậy. Không hề đồng ý đâu chị, mà cái đó gọi là cưỡng ép. Em học theo ý bố mẹ xong rồi em cũng lén học thêm nhạc viện nữa theo ý mình. Vậy thì bao lâu rồi mẹ biết em lén học như vậy? Cho đến khi mẹ thấy con trên TV đúng không? Thì là lúc đó là có chương trình Bài Hát Việt á. Thì hầu như ngày xưa ai mà làm nhạc thì cũng đều mong muốn được tham gia chương trình đó hết. Tại vì đó giống như là một cái lời khẳng định rằng à, mày đã trở thành nhạc sĩ rồi. Cho đến khi mà em tham gia chương trình đó thì ở nhà thì ban đầu thì bố mẹ còn không có thích em theo con đường này lắm. Đi hát thì thấy nó bấp bênh quá, rồi cảm thấy mọi thứ nó không có gì chắc chắn ở tương lai hết á. Nên là mẹ em không muốn em đi, thì em mới lén đi vậy. Cho đến khi mẹ em nhìn thấy em trên sân khấu á, TV á. Cảm xúc lúc đó của cô là gì ạ? Cảm thấy vui lắm cơ. À, cô vui hả? Đi vận động mọi người đã bình chọn.
Trời ơi. Thì ban đầu thì còn không thích, còn cấm cấm nha. Nhưng mà khi em đã lên TV rồi á, là mẹ em hả, đi ra ngoài chợ, đi làm nail, đi làm tóc, đi bất cứ đâu cũng kêu gọi bình chọn con tôi đi bà. Nhờ mẹ mà em được bao nhiêu giải. Trời ơi, và năm đó em đạt giải. Dạ. Con tiếp xúc với Khoa rất là nhiều năm rồi. Nếu như mà mọi người xem chương trình này, chương trình kia thì sẽ khó mà hiểu được cái tính cách của cậu này. Cậu này là một người rất là trẻ con, rất là dễ thương và rất là tình cảm. Mà cái sự ngông nghênh của cái cá tính thì nó mới là cá tính âm nhạc. Dạ. Nó hay thẳng thắn quá con. Dạ. Cho nên làm mất lòng rất nhiều người. Và chúng ta đến với từ khóa tiếp theo ạ. Chông chênh. Em có bao giờ cảm thấy công việc của mình chông chênh không? Rất chông chênh luôn. Cho đến hiện tại em vẫn thấy chông chênh. Giống như bố mẹ em lo cho em vậy. Lo em không biết tương lai là sao, lỡ không nổi tiếng thì sao. Rất muốn em về quê mà gặp được cái em cũng lì. Em kêu là thôi cho con thêm một năm nữa con ở đây. Mà một năm trôi qua em vẫn chưa nổi tiếng gì. Thế là em mới quyết định bỏ thi một môn. Cho đến lần thứ năm học lại cái môn đó luôn á, thì em mới nổi tiếng, thì em mới thi qua cái môn đó. Nói chung là em cũng cảm thấy bản thân mình rất là may mắn khi mà có thể gọi là cũng mọi được nhiều người biết tới và được sống bằng cái nghề của mình thích được. Em may mắn và cả tài năng của em nữa. Cái tinh thần âm nhạc của Hoa lúc nào cũng mang đến một cái điều nó rất là yêu đời. Yeah. Bản thân cô là mẹ của Khoa, khi mà thấy Khoa gặp rất nhiều sóng gió như vậy thì cô đã làm gì ạ? Cô chỉ biết an ủi con thôi. Bố mẹ nào cũng thấy như vậy rất là đau lòng. Nhiều lúc cô đổ bệnh luôn á. Cô nghe thông tin gì về Khoa là cô đổ bệnh à. Dạ. Cầu mong cho sóng gió nó qua đi. Dạ. Tự nhiên ở đâu nó ập tới thì giờ biết làm sao mà đỡ được con. Dạ. Hồi trước á thì em cứ tự trách bản thân mình là tại sao cứ phải gặp những cái chuyện gì này này kia. Nhưng mà đến rồi bây giờ thì em nhận ra được rằng đó là cái giá của sự nổi tiếng. Cứ đúng như chị nói là có người thương và có người ghét. Nó tạo nên một cái sự đối lập như vậy á. Rõ ràng là mình phải có nổi tiếng thì người ta mới quan tâm mà người ta nói. Chứ còn thực sự mà không ai quan tâm tới mình hết á thì em nghĩ nó còn buồn hơn. Tất cả mọi thứ nó sẽ khi mà nó đến rồi thì cứ xem như là mình xui đi. Và mình sẽ rút kinh nghiệm để mà mình có thể hoàn thiện mình hơn. Tại vì nếu như mà mình không vấp, mình sẽ không bao giờ biết mình đi có đúng đường hay không. Những sản phẩm sau của Khoa vẫn tiếp tục hay, vẫn tiếp tục được khán giả đón nhận. Em có thấy hạnh phúc điều đó không? Em cũng hạnh phúc mà cũng lo lắng lắm. Mỗi lần mà ví dụ như ra sản phẩm thật sự là giống như một cuộc chiến vậy á. Không ai biết trước được là nó sẽ thành công hay không. Em chỉ có thể là cố gắng làm hết sức mình, làm sao cho nó hay nhất có thể thôi. Và khi mà mình đã tận tâm tận sức cho nó thì em nghĩ là người ta cũng sẽ cảm nhận được cái điều đó. Đúng, vấn đề của em là vẫn được khán giả đón nhận thì đó là cái điều mà rất là vui. Yeah. Và con nghĩ cô cũng nên bớt lo lắng đi, bởi vì bản thân tụi con khi đã chọn cái nghề này thì tụi con cũng đã có một cái sự chuẩn bị tinh thần rất là mạnh mẽ với tất cả những sóng gió rồi. Chúng ta cùng đến với từ khóa tiếp theo ạ. Khoảnh khắc bên nhau. Em có nghĩ là em đón ba mẹ lên ở thành phố với mình không? Đó là ước mơ lớn nhất cuộc đời em luôn á. Nhưng mà hiện tại em chưa có khả năng để mua nhà ở đây ấy, nên là em chưa thể đón ba mẹ em lên được. Đối với em gia đình là trên hết, chỉ cần gia đình vui hạnh phúc là được. Lúc trước á thì gia đình em cũng khá lắm, bố mẹ em đi làm mở rất nhiều cơ sở kinh doanh nhưng mà không có thời gian dành cho em. Nên là có khi mấy tháng trời em không được gặp mặt bố mẹ luôn á. Tại vì em ngủ rồi thì bố mẹ mới về, sáng em thức dậy thì bố mẹ đã đi làm rồi. Mấy tháng như vậy luôn. Nên là dần dần có khoảng cách giữa bố mẹ lắm. Cho đến khi mà em lớn hơn, lúc đó thì gia đình em phá sản, thì tự nhiên cái điều đó nó lại gắn kết gia đình em hơn. Đó. Và nó cũng có mặt tích cực của nó, làm cho tự nhiên cái lúc đó là mẹ em dành thời gian cho em nhiều hơn. Mẹ em hay quan tâm em, hỏi thăm em. Chứ lúc trước hả, đôi khi em gọi điện thoại cho mẹ để nói chuyện thì mẹ hỏi chứ hết tiền hả con, rồi mai mẹ gửi cho, cái mẹ cúp máy. Tại vì mẹ quá bận rộn đi, không thể nào trách mẹ được. Lúc đó em cũng tủi thân, em buồn lắm. Nhưng mà dần em lớn rồi em hiểu, khi mà gia đình em có chuyện tự nhiên cái mọi thứ nó đổi khác hoàn toàn. Cảm nhận được cái tình yêu đó của mẹ dành cho em rất là nhiều luôn. Và em cảm thấy rất là vui. Chắc em phải cảm ơn gia đình phá sản hả? Thấy không? Vậy thì sau cái chuyện này mình lại nghĩ thêm về cái chuyện đó là trong cái rủi nó có cái may. Yeah. Rõ ràng là khi mà phải có bóng tối mình mới trân trọng ánh sáng, nó là như vậy. Có nghĩ là cô phải tận hưởng đi, bây giờ là thời gian để tận hưởng. Sóng gió gì cũng sẽ qua đi, quan trọng gia đình vững chắc thì tụi con vượt qua được hết. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tâm đầu ý hợp. Cô thoải mái ra và chúng ta thoải mái nha. Yeah. Để chúng ta ghi được cái đáp án thực sự, coi nó có trùng khớp với nhau không ạ. Bắt đầu, câu số 1. Chiều cao chính xác của Khoa là bao nhiêu? Kết quả
Dạ, câu tiếp theo ạ. Thời còn bé lúc mẹ đi chợ về, Khoa mong muốn mẹ mua đồ ăn gì về cho mình nhất? Trời ơi, hồi nhỏ ra không nhớ nổi luôn á. Chắc mua bánh thôi chứ không phải, không phải đâu. Kết quả mua bánh, mua kem. Kem là nó tự mua, còn bánh là mẹ dạ, mua. Dạ, mẹ mua bánh chưa. Rồi câu tiếp theo ạ. Với Khoa, mẹ đẹp nhất ở điểm nào trên khuôn mặt? Khoa hay khen mẹ đẹp nhất gì? Thấy gì cũng đẹp hết giờ sao? Thì ghi cái mà mẹ đang nghĩ đi. Kết quả cái gì cũng đẹp. Dạ. Cũng tính là đúng đúng không chị? Đúng rồi. Câu tiếp theo. Điều mà Khoa đã từng làm cho mẹ khiến mẹ cảm động nhất? Kết quả tặng quà sinh nhật và các ngày lễ. Mối tình xưa là cái gì? Đây là cái bài hát mà em tặng cho mẹ em á. À. Mà lúc đó mẹ em nghe mẹ em khóc quá trời. Thấy đường quá vợ. Mẹ em chỉ nhớ quà thôi. Trời ơi. Nhớ quà không, ban đầu là em ghi là bộ trang sức mẹ thích đó chứ. Ừ. Nhưng mà em thấy là cái đó mẹ không khóc, cái này mẹ mới khóc nè. Câu tiếp theo. Ở thời điểm hiện tại, Khoa muốn mẹ tập môn thể thao nào để tốt cho sức khỏe? Kết quả ô yoga, đi bộ. Mẹ em thì đang tập đi bộ, ngày nào cũng tập đi bộ thể dục hết đó. Yoga là mới đây là do em gái em là đang đi dạy yoga cho người ta á. Nên là mẹ em muốn học yoga nè. Ôi con xin lỗi mẹ nha. Hãy dùng 3 từ để miêu tả mẹ. Kết quả chắc mẹ không hiền lắm đâu. Thôi mình lỡ rồi đấy. Hòa đồng, vui vẻ, hiền lành, đẹp, thương con và mạnh mẽ. Mẹ em rất mạnh mẽ luôn. Vì rất thương con á nên là con mà có chuyện gì xảy ra là thích với bà. Tiếp theo, bài hát mà mẹ thích nhất của Khoa là bài gì? Mất từ xưa. Mẹ mà ghi bài khác tôi cười hoài luôn. Mối tình xưa. Cười hoài. Tại vì bài này là em viết về câu chuyện tình của mẹ nè. Mẹ với ba? Không, mẹ với anh khác. Ủa? Vậy hả? Dạ. Mối tình đến mối tình trước ba. Yes. Nhưng mà sao em biết? Mẹ kể. Lâu lâu mẹ em xuống thành phố Hồ Chí Minh chơi nè. Tối hai mẹ con hay ngủ chung, mẹ hay tâm sự chuyện xưa lắm. Dễ thương quá. Tiếp theo ạ. Số tiền đầu tiên Khoa kiếm được, Khoa mua món gì tặng mẹ? Giờ lâu quên à, mua cho mẹ, mua mẹ váy sọc ngang. Nhớ rồi. Váy sọc ngang. Kết quả váy sọc ngang, váy đầm. Câu tiếp theo. Hằng ngày mẹ thường hay nói với Khoa câu gì nhất? Mẹ đang ghi. Dạ. Mẹ vẫn còn đang ghi. Và kết quả, đừng làm mất lòng người khác. Không đâu, cái này là mẹ em sai rồi. Tại vì lần nào mẹ em gọi lại cho em là mẹ cũng chốt là con giữ sức khỏe nha con, nhớ ăn uống đầy đủ. À, cái đó là cái đó là nhắc nhở. Thành dạ. Con thói quen rồi mẹ không nhớ đúng không? Câu tiếp theo ạ. Mong mỏi của mẹ ở thời điểm hiện tại là gì? Kết quả mua nhà, mua được nhà ở Sài Gòn. Yên tâm đi cô, năm nay sẽ mua được. Con tin là như vậy. Em sẽ cố gắng. Cố gắng lên em. Phải tích. Và chúng ta đã trải qua được 10 câu rồi ạ. Và hai mẹ con đã trả lời được 5 trên 10 là một con số rất là ấn tượng ạ. Chúng ta đã qua được một cái phần của chương trình. Và cái phần này nó hay hơn nữa nè. Chúng ta cùng đến với phần đồng sức đồng lòng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vượt qua những câu hỏi để có thể lấy được những món này về làm nước ép. Hãy trả lời câu hỏi để nhận được nguyên liệu. Câu số 1. Ăn trước mà lại ăn thừa, mỗi ngày hai bữa sớm trưa nhọc nhằn. Là cái gì? Là cái gì? Mâm dọn cơm đó chị. Đúng, cái mâm dọn cơm cũng hợp lý. Chén cũng được, tôi chén. Chén dĩa cũng đúng luôn ạ. Con đồng ý cả hai kết quả. Gia đình mình mạnh mẽ lắm, được hai cái ly. Câu tiếp theo ạ. Đêm đêm làm bạn với đèn, giúp người quân tử khỏi hèn chí cao. Sách vở. Sách vở, đúng rồi. Chúng ta có thêm một phần thưởng, đó là một ly đá. Yes. Câu tiếp theo. Ở trong nhà bằng cái chỏ, ra ngoài ngõ bằng cái nia. Cái chỏ là nhỏ gì nè. Ra ngoài ngõ bự ra gì nè. Cái dù. Cái dù, đúng rồi. Ồ, mẹ ơi. Đỉnh gì ta. Thật là giỏi. Và chúng ta có được dĩa ổi. Yes. Câu tiếp theo. Đi thì ăn trước ngồi trên, về thì lắm lét đứng bên. Xó hè. Cái nón. Cái nón, đúng rồi. Trời ơi, sao mày đỉnh vậy. Ôi, gia đình mình được tặng một cái máy nha. Mang về luôn được. Được mang về cái máy. Câu tiếp theo. Cái gì càng cao người ta càng sợ? Em có hai câu trả lời. Thứ nhất. Thứ nhất là lãi ngân hàng. Hợp lý không? Thứ hai là huyết áp. Chính xác.
mà gia đình mình đã có đủ một cái mâm để có thể làm nước ép ổi thật ngon, chúng ta có thể bắt đầu. Mẹ gọt đi, con hỗ trợ phần này. Mẹ cắt đi mẹ. Đó, rồi bắt đầu đưa đây cho con, đưa đây cho con. Ủa là em ăn phụ hả Khoa? Em đi dạ. Qua đây nè, em bỏ ổi vô cho chị. Đó, bỏ vô, ít ít thôi. Từ, dạ được rồi mẹ ơi. Hay cho con ăn đây mẹ. Rồi, rót đá ra ly đi, mình bắt đầu. Để con rót cho. Khoa uống đá hả? Dạ, mẹ đây. Uống nguyên chất. Mẹ uống nguyên chất. Đây. Dạ rồi, xin mời hai mẹ con nâng ly. Vô. Vô. Ngon không mẹ? Quá ngon. Quá ngon. Quá thanh lọc. Lấy mà được tặng máy mang về. Quá tươi mát không ạ? À? Đây là cái máy gia truyền của gia đình. Và bây giờ mẹ đã tươi cười, chúng ta hãy cùng đến với phần góc soi mói. Cô, con hỏi thiệt là Khoa có hay cãi lời cô không? Có con. Cãi dữ dội không cô? Những lúc nó mà buồn buồn cái gì là mẹ hỏi thăm rồi nó hay khó chịu, nó cãi lại. Dạ. Có một cái lần nào mà cô cảm thấy cô nhớ hoài không? Hồi nhỏ nó hay nó quát lại cô á. Dạ. Năm nó 3 tuổi rồi con. Dạ 3 tuổi mà nó quát lại rồi. Cô bày nó học á mà. Dạ. Cái chữ nó không có biết được, cái 24 chữ cái nó thuộc 23 chữ, còn một chữ nó không thuộc. Tại sao? Em không biết sao á. Rồi nó chữ L. Chữ L nó không thuộc. Cái hôm sau nó xé nó giục mất, cái cô hỏi cái chữ này đâu rồi, cái xong lượm dưới bàn dán vô lại. Cái cô hỏi chữ này chữ gì? Chữ gì thì kệ nó chứ mà hỏi con làm chi? Nó làm vậy dính không? Có nghĩa là em hồi em 3 tuổi thôi là mẹ đã dạy em học rồi, nghĩa là bảy chữ cái em thuộc hết, nhưng mà riêng chữ L là không tài nào em nhớ nổi, nên là em ám ảnh quá xong bị lao hoài, cái em mới xé cái chữ L để em giục đi. Trời ơi, rồi khi mà lớn lên thì cái cãi nhau nó sẽ khác đúng không ạ? Khác. Okay. Thì nó sẽ cãi như thế nào? Lúc mẹ hỏi thăm á, nó không vui trong lòng mà nó áp lực nhiều á con. Dạ. À, nó còn khó chịu, nó kêu thôi mẹ đừng có hỏi nữa, con mệt mỏi lắm nè. Ừ. Nó nói về là cô không thích rồi. Cô cúp máy liền ngang luôn á. Nó gọi lại cô không nghe luôn á. Dạ. Rồi bao lâu nữa nó phải thích? Nhắn tin nó xin lỗi. Khi mà em gặp chuyện em quá stress rồi, sau rồi mẹ còn hay hỏi thăm á, em cũng không muốn mẹ lo nữa, nên là em mới lỡ miệng em như vậy. Mà sau khi em nói xong em cảm thấy áy náy trong lòng, hối hận lắm luôn, nên là em phải gọi điện thoại thì mẹ không thèm nghe nữa, mẹ kiểu kệ mày luôn, nhưng phải nhắn tin xin lỗi mẹ. Cô giận nhưng mà lúc đó trong lòng cô nghĩ gì? Cô không nghe điện thoại vậy thôi chứ mà cô cũng xót cho nó lắm. Dạ. Khi nó nhắn tin nó nói là mẹ ơi nghe điện thoại đi, mẹ đừng làm con khổ nữa. Mẹ có phải là một người quá khó tính với em không? Không phải kiểu khó tính mà mẹ em kỹ tính. Đối với mẹ em hả, làm cái gì thì cũng phải làm cho tới chốn. Tất cả mọi thứ thì phải trông phải chỉnh chu, bắt mắt, sạch sẽ. Nếu mà mẹ em làm, mẹ em nấu ăn nha, mẹ em hả bày biện món ăn, sắp xếp từng cái hoa, từng cái đồ một cho nó thiệt là đẹp luôn. Quần áo là không bao giờ có được một cái nếp nhăn nào luôn á. Giống như nên là em cũng học được cái thói quen đó đến bây giờ, đến nỗi mà đồ jean mà em mặc em còn ủi nữa mà. Em quen cái kiểu đó rồi, mẹ rất là kỹ tính luôn. Cái điều mà em hối hận nhất với mẹ là gì? Là có những khi mà em cãi lời mẹ. Cụ thể có một lần nào lớn không? Thì cũng có chuyện xảy ra xong rồi kiểu như vậy đó, thì em cũng nói dối mẹ. Là tại vì là lúc đó là tiền em để dành được á, bao nhiêu tiền thực sự thì ước mơ lớn nhất của đời em vẫn là mua nhà đón mẹ xuống. Nhưng mà lúc đó em để dành được một số tiền. Thì sau đó thì tất cả bạn bè, người thân ai cũng vậy, mẹ, ba mẹ cũng vậy, đều khuyên em là mua nhà đi. Nhưng mà em lại cãi lời mẹ. Thế là em mới dồn thì em làm sản phẩm cho talent của công ty em. Thì sau khi mà em dốc hết tất cả mọi thứ vào thì có chuyện không hay xảy ra. Thì lúc đó thật sự luôn là em cũng không biết nói gì với mẹ em nữa luôn. Khi mà giống như mình cãi lời mẹ, chứ mẹ đã nói là thôi có tiền được như vậy thì để dành mua nhà, mua này mua kia đi để ổn định cuộc sống đã. Nhưng mà em lại không nghe lời, em lại làm như vậy. Rồi cuối cùng thì em lãnh nhận hậu quả. Bây giờ em có hối hận không? Không, em không hối hận. Bởi vì đó là một sản phẩm em cũng tâm đắc. Đúng rồi. Thế bây giờ cô có ý định thu xếp là lên trên này ở? Mặc dù là Khoa chưa mua nhà, nhưng mà cô có nghĩ là mình lên trên này để tạo động lực cho Khoa không? Còn yêu chồng lắm chị ơi. Nếu mà Khoa mua được nhà là cô phải lên. Còn hiện giờ là vẫn chưa chịu lên. Chưa, tại vì chồng còn thích ở dưới quê. Chồng cũng chịu bố Khoa bệnh. Dạ. Cô ước mơ gì về Khoa? Cô ước mơ làm sao mà thứ nhất là Khoa mua được nhà, thứ hai nữa là cho Khoa được yên ổn. Dạ. Đừng bao giờ vấp ngã một cái gì nữa hết. Em thì thấy nhiều tấm gương trước mắt lắm, là em biết được câu chuyện thật sự. Nhưng mà cái họ ngồi không thì cái thị phi nó cũng rơi xuống đầu họ. Và bản thân em cũng là một người giống như vậy, nên là đôi khi
mình chạy trời không khỏi nắng. Em nghĩ đó là một phần của cái quá trình gọi là làm nghề và trưởng thành, và cũng như là cái giá của sự nổi tiếng. Nên em bây giờ là em học cách chấp nhận tất cả mọi thứ đến với mình, chấp nhận mà mình hoàn thiện mình hơn. Dạ. Khoa cũng có lời hứa như vậy rồi, con nghĩ là cô cũng yên tâm dần dần đi ạ. À, chắc rút kinh nghiệm nhiều rồi. À, rút kinh nghiệm nhiều rồi mẹ. Bị chửi nhiều quá rồi mẹ. Và bây giờ sẽ là một cái khoảnh khắc, tại vì bình thường em hay nói xin lỗi mẹ đúng không, nhưng hôm nay hãy dốc hết lòng mình để nói với mẹ những điều mà mẹ muốn nghe nhất, và bản thân mẹ hãy nhắn cho Khoa những điều mẹ muốn nói nhất. Chúng ta hãy cùng đến với phần cảm ơn và xin lỗi. Con cũng không có nhiều cơ hội để mà nói những cái điều này với mẹ. Bình thường mà con nói ra thì con thấy nó sến quá, con cũng ngại. Nên con xin được cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con. Con cảm ơn mẹ vì mẹ luôn cho con sống theo ý mình. Không bao giờ mẹ bắt con phải trở thành ai hay là làm bất cứ thứ gì mà con không thích hết. Con cảm ơn mẹ vì mẹ lúc nào cũng luôn ở bên cạnh con. Dù có chuyện xảy ra thì mẹ vẫn luôn tin tưởng con. Con chỉ mong là mẹ sống với con thiệt là lâu. Con không dám tưởng tượng đâu, ngày mà không có mẹ bên cạnh nữa, con biết sống sao. Con xin lỗi vì nhiều khi con ngỗ nghịch quá, con không nghe lời mẹ. Con làm cho mẹ buồn, làm cho mẹ khóc. Nhưng con hứa từ nay về sau là không bao giờ con làm những cái điều mà làm cho mẹ buồn nữa. Nhưng mà con chỉ xin mẹ hiểu cho con là những cái gì con đã và đang trải qua đó là một phần của cuộc đời con, và con phải gặp những chuyện như vậy và con phải trưởng thành từ những cái điều như vậy. Nên là mẹ đừng có lo cho con quá, tại vì con lớn rồi. Bây giờ con muốn mẹ là chỉ có sống vui vẻ thôi. Mẹ cứ làm những điều mẹ muốn, mẹ thích đi đâu chơi mẹ cứ nói với con, mẹ thích mua cái gì mẹ cứ nói với con. Tại vì con nghĩ trong cuộc đời này có rất là nhiều điều mà mình muốn mà mình không có làm được rồi. Nên là những gì mà có thể mua được bằng tiền con sẽ mua cho mẹ hết. Những gì con có thể làm con sẽ làm hết cho mẹ. Mẹ cũng cảm ơn cuộc đời này mẹ đã có được con. Dù con có bao nhiêu tuổi hay con đi đâu, con làm gì đi chăng nữa, thì con mãi mãi là một đứa con hiếu thảo, ngoan hiền trong lòng mẹ. Ngoài kia nhiều thị phi vùi dập con, sóng gió cũng bao vây cuộc đời con. Nhưng con yên tâm, vòng tay mẹ này bao la, hôm nào cũng che chở cho con. Mẹ nhắc kinh đời. Vòng tay của mẹ là bao la, con có như thế nào thì mẹ vẫn có thể ôm con vào lòng. Và đây là món quà của chương trình Giải Mã Tri Kỷ gửi tặng cho mẹ và Khoa. Cảm ơn Khoa, cảm ơn mẹ, cảm ơn vì những thứ chân thành nhất mà chúng ta mang đến cho quý vị khán giả. Khá như một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Giải Mã Tri Kỷ. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện, được phát sóng vào lúc 19:15 thứ ba hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Với chị Lê Khánh, ngày nào trong năm khiến chị hạnh phúc nhất? Kết quả à? Ngày nào cũng hạnh phúc. Trời ôi, đúng rồi mà. Cũng rất là cảm ơn chương trình, là lâu lắm rồi hai vợ chồng mình mới mặt đối mặt như thế này để nói những lời, để mình hiểu được cái tình cảm của nhau nhiều hơn.